Tin hôm nay dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, chương trình phiên họp giữa hai kỳ họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục cho ý kiến về dự thảo luật đất đai sửa đổi, dự thảo luật nhà ở sửa đổi và dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi. Đây là các dự luật có nhiều quy định liên quan đến nhau. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí với việc chưa thông qua dự thảo luật đất đai sửa đổi tại kỳ họp thứ 6 này. Bên cạnh đó, vấn đề liên quan đến việc mở rộng đối tượng được thuê nhà ở công vụ đã được nhiều đại biểu quan tâm cho ý kiến. Cho ý kiến về dự thảo luật nhà ở sửa đổi, trong phiên làm việc chiều ngày hôm nay, có ý kiến đề nghị cần có cái nhìn dài hạn trong việc bố trí nhà công vụ. Bên cạnh đó, cần xem xét mở rộng đối tượng được thuê nhà ở công vụ. Tôi đề nghị chính sách nhà công vụ cho cán bộ công chức nhà nước nói chung, khi được điều động làm nhiệm vụ xa nhà thì đều phải có chế độ ưu tiên. Trong đó lực lượng vũ trang cơ yếu thì mình có cái chính sách nào đó để ưu tiên hơn một chút, có nghĩa đây là lao động đặc biệt. Thế cho nên cái chế độ nhà công vụ tôi đề nghị là cần phải có một cái nhìn dài hạn hơn. Việc chúng ta có đủ nguồn lực hay không thì trong luật mình quy định lộ trình, nhưng mà chính sách thì phải xuyên suốt. Hiện nay trong dự thảo thì báo cáo với các đồng chí là đã mở tới cái đối tượng là cấp phó thủ trưởng các ngành, rồi ở cấp tỉnh là cấp huyện là phó chủ tịch huyện, rồi phó giám đốc sở, thì đối với nhà công vụ ngoài cái đối tượng là lực lượng vũ trang thì đối với cán bộ công chức thì mình bố trí tới cái đối tượng đó. Thì như dự thảo hiện nay là đã mở rộng so với cái luật hiện hành. Còn đối với lực lượng vũ trang thì cũng là đề nghị chỉnh lý lại, chỉ bỏ như dự thảo hôm nay bỏ chữ và thôi để thể hiện rõ là cũng gồm có công nhân công an vô nữa, chứ không phải là công nhân của quốc phòng không. Kết luận nội dung thảo luận, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị cơ quan soạn thảo tập trung giải trình thuyết phục một số nội dung như nhà ở lưu trú ngoài khu công nghiệp hay quy định về Tổng Liên đoàn Lao động làm chủ đầu tư nhà ở xã hội. Bên cạnh đó, rà soát kỹ lưỡng điều khoản chuyển tiếp, thời điểm áp dụng, một số nội dung như về nhà ở xã hội có thể có hiệu lực thi hành sớm hơn. Liên quan đến dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi, Chủ tịch Quốc hội đề nghị nghiên cứu để có báo cáo giải trình thêm một số nội dung như hợp đồng kinh doanh bất động sản, điều kiện đối với người quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan nghiên cứu tối đa những ý kiến đã phát biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để hoàn thiện dự án luật có chất lượng tốt nhất. Trong phiên làm việc buổi sáng, sau khi thảo luận kỹ lưỡng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí với việc chưa thông qua dự thảo luật đất đai sửa đổi tại kỳ họp thứ 6 này, theo đề xuất của Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội. Bây giờ chỉ còn lại là một số cái nội dung mà còn hai phương án, rất ít thôi, 3-4 việc gì đấy. Nhưng mà Ủy ban Kinh tế đến nay thì vẫn chưa có trình ý kiến, quan điểm, mà chỉ xin ý kiến Thường vụ Quốc hội. Thế chúng tôi đề nghị là lần này ấy, chúng ta sẽ trình ra Quốc hội theo phương án làm sao đó mà thu hẹp tối đa những vấn đề khác biệt, rút lại đi những cái gì mà được một phương án thì coi như cơ bản là để trình Quốc hội cái phương án đấy thôi. Thế còn lại là những cái gì mà còn có khác nhau thì chúng ta tập trung lập luận ưu điểm nhược điểm, rồi cũng phải dần dần để làm sáng tỏ cái quan điểm để chúng ta đề xuất lựa chọn phương án nào. Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ cũng đã đồng tình nhất trí là, và Quốc hội cũng đã đồng tình là theo hướng là sẽ chuyển sang kỳ họp thứ gần nhất để thông qua, chưa thông qua tại kỳ họp này. Cũng trong phiên làm việc sáng ngày hôm nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật quản lý bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự. Vào chiều ngày hôm nay tại Hà Nội, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp Đại sứ Liên minh châu Âu EU tại Việt Nam, Julian Gurrier đến chào nhân dịp bắt đầu nhiệm kỳ công tác. Thay mặt Bộ Công an Việt Nam, Bộ trưởng Tô Lâm chào mừng ngài Julian Gurrier sang công tác tại Việt Nam, chúc ngài đại sứ có nhiệm kỳ thành công, góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam, EU nói chung và giữa các cơ quan hữu quan EU với Bộ Công an Việt Nam nói riêng. Để thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan thực thi pháp luật của EU trong thời gian tới, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị hai bên tăng cường hợp tác trong lĩnh vực phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, các vấn đề an ninh phi truyền thống, an ninh mạng, phối hợp chia sẻ thông tin, trao đổi quan điểm lập trường, tham vấn về các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm, phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương, trong đó có Liên Hợp Quốc và các khuôn khổ hợp tác ASEAN-EU. Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị EU hỗ trợ nâng cao năng lực tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc của Việt Nam,
trong đó ưu tiên hỗ trợ phát triển trung tâm huấn luyện gìn giữ hòa bình Việt Nam, tăng cường các chính sách, sáng kiến nhằm thúc đẩy hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Trân trọng cảm ơn Bộ trưởng Tô Lâm đã dành thời gian tiếp, Đại sứ Julien Gourier bày tỏ vui mừng được cử sang làm đại sứ tại Việt Nam. Ngài đại sứ khẳng định trên cương vị công tác của mình sẽ thúc đẩy quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa EU Việt Nam, giữa Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan thực thi pháp luật của EU, góp phần đảm bảo vững chắc an ninh khu vực. Sáng nay tại Hà Nội, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã có buổi hội đàm với Bộ trưởng cao cấp kiêm Bộ trưởng Điều phối An ninh Quốc gia Singapore Tiêu Chí Hiền. Cùng dự có Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Đại sứ Singapore tại Việt Nam Jayaratnam và đại diện lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ của hai bộ. Chuyến thăm này có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh hai nước Việt Nam và Singapore kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm quan hệ đối tác chiến lược. Tại buổi hội đàm, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, thời gian qua, quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan thực thi pháp luật Singapore tiếp tục được duy trì và phát triển trên nhiều lĩnh vực như trao đổi đoàn các cấp, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, chuyển đổi số và xây dựng trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư. Đáng chú ý, trong lĩnh vực an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, hai bên đã tích cực phối hợp triển khai có hiệu quả các hội nghị bộ trưởng ASEAN về an ninh mạng, xây dựng hoàn thành các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực an ninh mạng, đàm phán ký kết bản ghi nhớ về hợp tác an ninh mạng, phòng chống tội phạm mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Truyền thông và Thông tin Singapore ký ngày 17 tháng 10 năm 2022 tại Hà Nội. Để thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa hai bên đi vào chiều sâu, hiệu quả hơn nữa, Bộ trưởng Tô Lâm và Bộ trưởng Tiêu Chí Hiền thống nhất, hai bên tiếp tục nghiên cứu xây dựng, đàm phán, tiến tới ký kết các văn bản pháp lý về dẫn độ, chuyển giao người bị kết án phạt tù, tương trợ tư pháp về hình sự, hợp tác trong lĩnh vực chuyển đổi số và xây dựng trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư giữa Bộ Công an Việt Nam và Văn phòng Thủ tướng Singapore. Đồng thời, hai bên cũng đã thống nhất trao đổi đoàn công tác trên các lĩnh vực an ninh mạng, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, quản lý hành chính, căn cước công dân, an ninh phi truyền thống. Qua đó, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, đặc biệt là duy trì hòa bình, ổn định và hợp tác ở khu vực, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình và trên cơ sở luật pháp quốc tế, tăng cường đoàn kết thống nhất xây dựng một ASEAN tự cường, thịnh vượng và phát huy vai trò trung tâm, nhất là trong các vấn đề khu vực. Chiều ngày 15 tháng 11 tại Bình Định, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, trưởng đoàn kiểm tra số 2 của Ban Chỉ đạo, chủ trì hội nghị công bố dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra tại Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định. Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đại diện thường trực đoàn kiểm tra số 2 công bố dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định, tham gia thảo luận để hoàn thiện báo cáo. Trên cơ sở đó, đoàn kiểm tra đã và đang tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện, khắc phục sơ hở, bất cập, khoảng trống về cơ chế, chính sách, pháp luật trong các lĩnh vực này, không để phát sinh tham nhũng tiêu cực. Phát biểu tại hội nghị, Đại tướng Tô Lâm, trưởng đoàn kiểm tra số 2, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, đánh giá cao những kết quả trong phát triển kinh tế của tỉnh Bình Định. Đời sống nhân dân được nâng cao, tình hình an ninh trật tự được giữ vững. Qua công tác kiểm tra sẽ giúp Ban Chỉ đạo và các cơ quan chức năng có cái nhìn tổng quát, toàn diện hơn về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, từ đó chỉ ra nguyên nhân, đề ra giải pháp khắc phục những hạn chế khó khăn, vướng mắc nhằm nâng cao hiệu quả công tác, thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng về phòng chống tham nhũng tiêu cực thành pháp luật của nhà nước. Lịch sử anh hùng vẻ vang và sự lớn mạnh trưởng thành của lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam anh hùng luôn gắn liền với những cống hiến, lao động sáng tạo của các thế hệ nha giáo, cán bộ quản lý giáo dục trong Công an Nhân dân. Khẳng định này được Đại tướng Giáo sư Tiến sĩ Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh tại buổi gặp mặt kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, ngày 20 tháng 11 năm 1982, 20 tháng 11 năm 2023 do Bộ Công an tổ chức vào chiều ngày hôm nay tại Hà Nội. Cùng dự buổi gặp mặt có các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, nguyên lãnh đạo Bộ Công an, đại diện các bộ ban ngành Trung ương, các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý giáo dục trong và ngoài lực lượng Công an Nhân dân. Trải qua hơn 78 năm xây dựng và phát triển, cùng với những thành tích, kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội,
công tác giáo dục đào tạo trong công an nhân dân đã có bước phát triển mới, đạt được nhiều thành tựu quan trọng, chất lượng giáo dục không ngừng được nâng cao, đáp ứng tốt yêu cầu đòi hỏi của công tác công an trong tình hình mới. Đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục trong công an không ngừng phát triển. Tính đến tháng 9 năm 2023, các cơ sở đào tạo trong công an nhân dân có tổng số hơn 3.250 nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, trong đó có hơn 700 tiến sĩ và gần 2.100 thạc sĩ, 21 nhà giáo nhân dân, 165 nhà giáo ưu tú, 13 giáo sư, 136 phó giáo sư, hơn 830 nhà giáo có chức danh cao cấp. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại tướng Giáo sư Tiến sĩ Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an ghi nhận, trân trọng cảm ơn và biểu dương những nỗ lực đóng góp tích cực có hiệu quả của các thế hệ nhà giáo đối với sự nghiệp giáo dục đào tạo ngành công an để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng công an nhân dân theo nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị các học viện, nhà trường phải tiếp tục quán triệt, thực hiện quyết liệt đồng bộ các giải pháp đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo trong công an nhân dân. Chú trọng xây dựng phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng. Đây là vấn đề đầu tiên, tiên quyết là khâu then chốt trong chiến lược phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo trong công an nhân dân, tập trung chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, giảng viên, trong đó chú ý đến phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và trình độ năng lực công tác chuyên môn, đáp ứng quy mô đào tạo của các học viện, nhà trường, công an nhân dân trong tình hình mới. Bộ trưởng Tô Lâm cũng đề nghị mỗi thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý giáo dục trong công an nhân dân cần ý thức sâu sắc hơn nữa về trách nhiệm và vinh dự, tự hào, vừa là người thầy, người sĩ quan công an nhân dân, không ngừng học tập nâng cao trình độ, trau dồi tri thức, kiến thức và kinh nghiệm. Trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng luôn giữ vững lập trường tư tưởng chính trị, là tấm gương sáng về đạo đức, lối sống, nhân cách, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân. Không ngừng nghiên cứu sáng tạo, tiếp tục là những người truyền lửa cho các thế hệ học viên, đóng góp tích cực hơn nữa cho sự nghiệp đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân. Sau 5 ngày làm việc sôi nổi, trong không khí hữu nghị, hiểu biết, tin cậy, hợp tác với tinh thần trách nhiệm của các thành viên trong khu vực, vào chiều ngày hôm nay tại Hà Nội, Hội nghị Cán bộ Quản lý Trại giam khu vực châu Á-Thái Bình Dương lần thứ 41, APK41 đã bế mạc. Hơn 200 đại biểu đến từ 25 quốc gia tham dự hội nghị đã khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác, chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm, đối thoại để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác quản lý trại giam, giáo dục cải tạo người phạm tội trở thành người có ích, tạo môi trường xã hội lành mạnh vì sự phát triển của các quốc gia, vùng lãnh thổ trong khu vực. Hội nghị APCA đã hoàn thành 6 phiên họp và 5 phiên tham luận chuyên đề với các nội dung cụ thể về cung cấp môi trường giam giữ an toàn và chế độ chăm sóc y tế đối với phạm nhân có biểu hiện rối loạn tâm thần, rối loạn hành vi, phạm nhân có vấn đề liên quan đến ma túy và phạm nhân khuyết tật, giảm thiểu tái phạm thông qua các chương trình tái hòa nhập cộng đồng trước và sau khi phạm nhân chấp hành xong án phạt tù, hợp tác trong lao động hướng nghiệp, dạy nghề và giáo dục cải tạo phạm nhân, cải thiện cơ sở vật chất, công nghệ kỹ thuật và đào tạo phục vụ công tác giáo dục cải tạo trong phạm nhân và cộng đồng. Từ đó đưa ra những giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác quản lý trại giam, giáo dục cải tạo phạm nhân của các thành viên và khu vực. Kết quả đạt được của hội nghị APCA lần thứ 41 tổ chức tại Việt Nam là bước tiếp theo quan trọng trong quá trình thực hiện tôn chỉ, mục đích của diễn đàn, chủ động đưa ra các giải pháp hợp tác mang tính chiến lược để thực hiện có hiệu quả công tác quản lý trại giam, tái hòa nhập cộng đồng cho người chấp hành xong án phạt tù trong thời gian tới. Sáng nay tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận Bộ Công an tổ chức hội thảo khoa học về xây dựng thế trận lòng dân, thế trận an ninh nhân dân trong bảo vệ an ninh quốc gia. Hội thảo có sự tham dự của đông đảo các chuyên gia, các nhà khoa học trong và ngoài lực lượng công an nhân dân. Các tham luận tại hội thảo đã phân tích và làm sâu sắc thêm ý nghĩa, vai trò, nội dung của thế trận lòng dân, việc xây dựng thế trận lòng dân, thế trận an ninh nhân dân trong tình hình hiện nay và đề ra các giải pháp phát huy thế trận lòng dân, thế trận an ninh nhân dân trong bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng công an nhân dân. Thời gian tới, trong bối cảnh tình hình quốc tế tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, các tham luận tại hội thảo cũng nhấn mạnh đến việc tiếp tục bám sát chủ trương, đường lối, chính sách, quan điểm chỉ đạo của Đảng về xây dựng và củng cố thế trận lòng dân trong tình hình mới, tăng cường giáo dục đạo đức cách mạng, lối sống, xã hội chủ nghĩa cho mọi cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, cán bộ, đảng viên của Đảng,
cán bộ chiến sĩ công an nhân dân, tăng cường xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng vai trò nòng cốt trong xây dựng thế trận lòng dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc, xây dựng và phát huy mạnh mẽ thế trận lòng dân trong củng cố tiềm lực quốc phòng an ninh, tạo thế vững chắc cho thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân trong các phong trào cách mạng. Sáng nay tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức hội thảo khoa học xây dựng lực lượng pháp chế công an nhân dân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới với sự tham gia của các chuyên gia, các nhà khoa học, đại diện công an các đơn vị địa phương và cán bộ thực hiện công tác pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp trong công an nhân dân. Tại hội thảo, các đại biểu đã nghe trình bày các chuyên đề về thực trạng và đề xuất giải pháp kiện toàn, nâng cao năng lực công tác của đội ngũ cán bộ pháp chế và cải cách hành chính tư pháp, nâng cao năng lực tham mưu, tư vấn các vấn đề pháp luật và thẩm định văn bản pháp luật, văn bản áp dụng pháp luật của đội ngũ cán bộ pháp chế, tăng cường công tác phòng chống tự diễn biến, tự chuyển hóa đội ngũ cán bộ thực hiện công tác pháp chế và cải cách hành chính tư pháp công an nhân dân trong xây dựng và hoạch định chính sách pháp luật về an ninh trật tự, tăng cường mối quan hệ phối hợp của lực lượng pháp chế và cải cách hành chính tư pháp công an nhân dân, nâng cao năng lực thực hiện một số lĩnh vực công tác pháp chế đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới như công tác tổ chức thi hành pháp luật gắn với vận động quần chúng nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, công tác kiểm tra theo dõi tình hình thi hành pháp luật về an ninh trật tự, công tác quản lý, theo dõi tình hình xử lý vi phạm hành chính trong công an nhân dân. Từ đó, trao đổi, góp ý kiến, đưa ra những giải pháp cụ thể nhằm xây dựng lực lượng pháp chế và cải cách hành chính tư pháp công an nhân dân. Trong phần tiếp theo của bản tin, khẩn trương khắc phục hậu quả do mưa lũ tại miền Trung, lực lượng cảnh sát giao thông hỗ trợ phương tiện qua các tuyến đường ngập lụt. Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN 17 ra tuyên bố chung về phụ nữ, hòa bình và an ninh. Liên quan đến hành vi tham nhũng tiêu cực trong quá trình hoạt động cải tạo xe cơ giới tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Đồng Nai, vào ngày hôm nay, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố thêm 3 bị can để tiếp tục điều tra về hành vi nhận hối lộ. Các bị can bị khởi tố bắt tạm giam 4 tháng gồm Bùi Trọng Tường, đăng kiểm viên, Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Đồng Nai chi nhánh Biên Hòa, Lê Văn Hòa, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cơ khí Thuận Khánh về tội nhận hối lộ. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh cũng ra quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Sơn Hải, phó giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Đồng Nai, phụ trách chi nhánh Long Khánh 6002S để tiếp tục điều tra về hành vi nhận hối lộ. Cơ quan chức năng đã tiến hành khám xét nơi làm việc và nơi ở của 3 bị can để điều tra mở rộng vụ án. Liên quan đến vụ án trên, trước đó vào tháng 5 năm 2023, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đã khởi tố bắt tạm giam ông Dương Việt Hồng, giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Đồng Nai để điều tra về hành vi nhận hối lộ. Tiếp tục thông tin về tình hình mưa lũ tại miền Trung, cho đến chiều ngày hôm nay thì lũ trên sông Hương và sông Bồ của tỉnh Thừa Thiên Huế đã xuống dưới báo động 3. Một số tuyến đường của thành phố Huế nước đã rút, chính quyền địa phương huy động lực lượng hỗ trợ người dân dọn dẹp vệ sinh nhà cửa, đường xá để sớm ổn định cuộc sống. Theo thống kê, trên địa bàn tỉnh có hơn 17.500 ngôi nhà bị ngập. Tại thành phố Huế có khoảng 85% tuyến đường của 36 phường xã bị ngập từ 0,5 đến 1,2 mét. Đợt mưa lần này khiến một người chết, hai người mất tích và hai người bị thương. Mưa lớn trong những ngày vừa qua đã khiến một số tuyến giao thông ở vùng đông huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định bị ngập nước. Và để đảm bảo an toàn, học sinh tại các xã ở phía đông huyện Tuy Phước và Phù Cát phải nghỉ học do trường bị ngập nước và đường giao thông bị chia cắt. Mưa lớn trong hai ngày qua đã làm cho các con sông trên địa bàn tỉnh Quảng Trị dâng cao và nhanh. Có sông đã lên mức gần báo động 3, gây ngập lụt các khu vực vùng trũng tại đồng bằng và một số huyện miền núi. Tại Quảng Nam, mưa lớn trong những ngày vừa qua đã gây sạt lở, chia cắt các tuyến đường ở các huyện vùng cao. Địa phương đã huy động nhân lực, phương tiện, máy móc, vận chuyển hàng trăm mét khối đất đá sạt lở, tập trung khắc phục sạt lở trên các tuyến giao thông. Tại Khánh Hòa, vào khoảng 16 giờ ngày hôm nay, đường Nha Trang - Đà Lạt quốc lộ 27C đã thông tuyến một bên, các phương tiện lưu thông chậm và hiện nhà thầu bảo trì, duy tu, bảo dưỡng tuyến đường vẫn đang nỗ lực thông toàn bộ tuyến trong đêm nay hoặc sáng mai.
Hiện nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế nước đã rút dần, người dân bắt đầu dọn dẹp vệ sinh nhà cửa. Tuy nhiên trên địa bàn huyện Quảng Điền, nơi có 13.000 ngôi nhà vẫn còn ngập trong nước. Lực lượng công an vẫn đang nỗ lực giúp đỡ nhân dân ở vùng ngập sâu, cô lập như tiếp tế lương thực thực phẩm, hỗ trợ trong các tình huống nguy hiểm. Và trên các tuyến đường luôn có mặt các chiến sĩ cảnh sát giao thông trật tự hướng dẫn điều tiết phương tiện bất kể là ngày hay đêm. Phóng viên truyền hình Công an Nhân dân đang có mặt tại huyện Quảng Điền sẽ thông tin thêm về tình hình tại nơi đây. Vâng, thưa quý vị, hiện tại tôi đang có mặt trên địa bàn huyện Quảng Điền của tỉnh Thừa Thiên Huế. Đây là vùng trũng thấp nên tình trạng ngập lụt vẫn còn trên diện rộng. Trong đêm thì đội cảnh sát giao thông trật tự của công an huyện Quảng Điền vẫn duy trì công tác ứng trực để hỗ trợ giúp đỡ người dân di chuyển qua nhiều tuyến đường. Vâng, thưa đồng chí, thì xin đồng chí cho biết hiện nay tất cả các tuyến đường trên địa bàn huyện mình nằm trong cái tình trạng ngập lụt như thế nào ạ? Hiện nay trên địa bàn huyện Quảng Điền, trên các cái trục đường chính như là tỉnh lộ 11A, 19 và tỉnh lộ 4 thì là bị ngập sâu, có đoạn sâu nhất như trên tuyến tỉnh lộ 4 thì ngập khoảng 1,5 m. Và như chúng ta đang đứng ở đây thì trên vị trí này thì km 6+300 của tỉnh lộ 11, cái đoạn ngập phía sâu nhất hiện nay thì là khoảng 60 cm. Và đây thì cái tuyến huyết mạch của huyện Quảng Điền và bà con đi lại thì và lưu lượng phương tiện và người qua lại là tương đối khá đông. Vậy thì đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Quảng Điền đã gặp những khó khăn nào trong quá trình giúp đỡ hỗ trợ người dân cũng như phương tiện qua các đoạn đường ngập lụt ạ? Khó khăn thì địa bàn thấp trũng và các cái đoạn đường thì ngập sâu và cái phương tiện mà đi lại thì chủ yếu là bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, còn các cái phương tiện mà ghe thuyền thì ở đây thì chúng tôi có những hạn chế mà cũng chưa đáp ứng được thì yêu cầu cho phục vụ công tác ở hôm nay. Vâng, xin được cảm ơn đồng chí. Thưa quý vị, trong đêm nay và ngày mai trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế dự báo sẽ có mưa to đến rất to. Người dân cần cẩn trọng khi lưu thông qua các tuyến đường ngập sâu, cần quan sát các biển cảnh báo để